Chào mừng các bạn đến với kênh Mềm Mại Bảy Tháng Chín. Để biến từ một chiếc quạt bình thường như chiếc quạt này sang chiếc quạt phun sương thì chúng ta cần phải có một máy phun sương như thế này. Về cách làm cái này, các bạn có thể lên trang Mềm Mại Bảy Tháng Chín tham khảo cách làm, đã có video hướng dẫn. Tiếp theo là chúng ta sẽ cần một đoạn ống dài, ống này. Các bạn có thể mua ống này ở nơi các cửa hàng điện hoặc cửa hàng bán đồ để lạnh cũng có. Tiếp theo là có dụng cụ bao gồm kéo, kìm, rồi tô vít, một ít băng dính, một ít dây thiết này để chúng ta có thể cố định dây điện lại. Một đoạn dây run. Đấy. Và đầu tiên chúng ta sẽ cố định cái máy phun sương này vào vị trí ở dưới đế chân của cái quạt này. Thì mình sẽ dùng keo nến mình cố định lại. Còn các bạn có thể dùng dây hoặc dùng bất cứ cái gì các bạn có thể để cho nó chắc chắn ở dưới đây. Yêu cầu là các bạn phải để cho nó thật cân, để một nước nó thật cân, không đến lúc là nước chưa hết mà nó lại ngắt. Ok, sau khi gắn xong được rồi, bây giờ đang chờ cho kem đến nó khô. Chúng ta hãy mở cái nắp này ra. Ok, bây giờ chúng ta sẽ vứt cái ống này đi, nối một ống dài hơn để lên đến, có thể lên đến cái lồng quạt này được. Thì cách thì chúng ta sẽ ứng thử này, mình sẽ để như thế này và cắm xuống đây thì sẽ như thế này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ ứng thử, bây giờ lên đây, sẽ cắt bớt đi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ dắt vào cái nắp này. Ok, sau khi gắt xong thì chúng ta bật nắp lại. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cố định cái cuống này lên đây. Thì cố định thì mình sẽ dùng cái dây này. Các bạn có thể sử dụng bất cứ dây nào cũng được để cố định lên. Này, mình sẽ luồn vào. Ok, mình cắt phần thừa đi. Sau khi dâm nồi, bây giờ chúng ta sẽ sang cái phần làm bên điện. Ta sẽ nối điện vào cái quạt này. Bây giờ chúng ta sẽ cố định cái cục sạc này. Cục sạc này mình sẽ cố định theo kiểu cho nó nằm xuống đây đi. Đó là tùy theo ý các bạn. Muốn nó nằm ở đâu thì nó nằm ở đấy. Hoặc là nằm đây cũng được. Mình sẽ cho nằm đây. Thì bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái dây chun này. Chúng ta vòng qua. Đây, mình sẽ đo cỡ, cắt bớt đi và mình thắt nút lại. Ok, chúng ta sẽ làm hai cái để cho nó gia tăng cái độ chắc chắn hơn. Ok, giờ cắt bớt cái phần thừa đi và chúng ta sẽ giấu cái nút này xuống dưới. Đấy, xoay và cho bộ sạc vào, chúng ta ghim lại. Ok,
ok, thế là xong. À, tiếp theo cái dây điện này chúng ta sẽ đưa cho nó đi sát dưới viền dưới này để cho nó đỡ lộ. À, thì bây giờ thì chúng ta sẽ đưa cho đi viền này, cùng nhét vào cái dây này luôn. Chúng ta làm sao cho nó gọn là được. Vẫn còn thừa mình sẽ vòng lại. Ok. Đấy. Tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ đấu đường điện. Đấy. Đường điện lưới này. Đây. Cái rắc của nó đây. Chúng ta sẽ đấu lên chỗ điện của hai nguồn điện của đường ổ cắm quạt vào. Bây giờ chúng ta sẽ cắm cái rắc này vào. Đấy. Dẫn cái dây này lên, đi theo đường của nó lên. Mình sẽ dùng dây rít này để mình cố định cái dây này lại cho gọn gàng. Ok, đã xong cái phần cố định dây điện. Ta cắt bớt cái đầu thừa đi. Rồi. Tiếp theo chúng ta bây giờ sẽ tháo cái phần này ra. Này. Nắp này. Trong cái quạt này thì có khác cái loại quạt khác. Đấy. Bình thường các bạn thấy có một con tụ thôi. Đấy, nhưng mà quạt này mình đã chế lại rồi. Tại vì khu vực điện nhà mình nó yếu nên mình chế hai tụ cho nó mạnh. Hôm sau mình sẽ có một video hướng dẫn về cách chế tụ độ quạt cho nó nhanh. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn thấy hai dây nguồn. Đây. Hai dây của cái ổ cắm của mình đây. Bây giờ chúng ta sẽ đấu hai cái dây này, đấu của cái nguồn này của cục sạc vào hai cái dây này. Chúng ta sẽ ướm thử. Đây, mình sẽ cắt khoảng này. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đấu vào. Ok, đấy, sau khi đấu xong thì chúng ta sẽ gắn lại cho cũ. Đây. Dây chúng ta cũng sẽ đi cùng với cái dây kia luôn, dây nguồn của quạt luôn. Ok, bây giờ COVID chúng ta vặn lại. Okay. Thế là sau vài bước đơn giản thôi mà chúng ta đã chế được thành công chiếc quạt sơn thành chiếc quạt phun sương. Bây giờ chúng ta sẽ test thử xem cái quạt nó chạy như thế nào. Mình cắm điện vào. Đây, quay lại các bạn thấy rõ. Đây, mình sẽ bật quạt lên. Mình sẽ bật cái phun sương trước. Các bạn có thể thấy sương đang bay lên cái quạt này. Sương bay lên rất là nhiều đúng không? Đây. Đấy. Và sau đó chúng ta sẽ bật quạt lên. Đấy. Khi nhìn video các bạn có thể rất có thể là khó thấy cái sương này. Đấy. Nhưng mà chúng ta nhìn cái lúc mà quạt tắt đó, thì sương lên cũng nhiều. Và sau đó bật chức năng xem nó có hoạt động bình thường không. Các bạn có thể thấy là quạt vẫn hoạt động bình thường khi chúng ta bật chức năng lên mặc dù có thêm cái ống. Ok, ở trên đây là cách hướng dẫn cách làm quạt thường chuyển thành quạt phun sương được thực hiện bởi kênh Mèo Vặt 789. Các bạn hãy like và chia sẻ video để ủng hộ Mèo Vặt 789 làm những video kế tiếp.